Bể bơi sinh thái. Bể bơi sinh thái là loại bể bơi được thiết kế và xây dựng sử dụng cơ chế vận hành sinh học để duy trì chất lượng nước một cách tự nhiên thay vì sử dụng hóa chất như bể bơi thông thường. Các loại bể bơi sinh thái khác nhau có thể được phân loại theo mức độ công nghệ được trang bị. Một số bể bơi chỉ đơn thuần sử dụng hệ thực vật và cốt liệu để duy trì chất lượng nước, trong khi đa số các hồ bơi sinh thái có trang bị hệ thống bơm và các bộ lọc sinh học hỗ trợ việc luân chuyển nước và loại bỏ các chất hữu cơ, các chất độc hại và vi sinh vật. Được mô phỏng theo quy trình lọc nước tự nhiên, bể bơi sinh thái thường có hai phần chính. Khu vực bơi được thiết kế giống như các bể bơi thông thường để phục vụ nhu cầu người dùng. Khu vực lọc nước thường sẽ bằng hoặc lớn hơn khu vực bể bơi, sử dụng các yếu tố hoàn toàn tự nhiên như các loại cây thủy sinh, động vật không gây hại, cốt liệu cát đá và các màng lọc sinh học để duy trì chất lượng nước trong hồ. Hệ thực vật được lựa chọn để trồng phải phù hợp với diện tích, có khả năng thích ứng với độ nông sâu trong bể và khả năng chịu sáng trong môi trường thủy sinh. Cần cân nhắc cả ảnh hưởng của những yếu tố khác có thể được trang bị trong bể, như máy bơm, hệ thống chiếu sáng hay thác nước tiểu cảnh, tới sự sinh trưởng và phát triển của hệ thực vật trong bể. Các loại cây thủy sinh đẹp và phù hợp với môi trường nhiệt đới có thể kể đến như cây rong La Hán, cỏ Nhật hay lưỡi mác sống chìm trong nước cung cấp oxy, cây trôi nổi như bèo Tây, cây bèo cái hay cây ấu nước, cây lơ lửng như hoa súng hay hoa thủy quỳ, cây mép bờ như cây thủy trúc, cây sậy, cây bách thủy tiên, vân vân. Ngoài ra có thể thả vào bể các loại động vật có ích giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại và loại bỏ các chất hữu cơ khỏi nước. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ các giải pháp tạo môi trường sống lâu dài cho động vật trong bể bơi sinh thái. Các lợi điểm của bể bơi sinh thái bao gồm: trải nghiệm dưới nước không hóa chất rất gần gũi với trải nghiệm tắm ở sông, suối, ao, hồ không có được trong các bể bơi thông thường. Bể bơi sinh thái tạo cảnh quan đẹp và hòa hợp thiên nhiên hơn. Không sử dụng hóa chất giúp giảm thiểu chi phí duy trì và vận hành bể bơi, an toàn hơn với sức khỏe con người. Đồng thời góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, để xây dựng và vận hành một bể bơi sinh thái, cũng cần chuẩn bị hiểu biết nhất định về hệ sinh thái, các kỹ thuật và kiến thức về các loại sinh vật được nuôi trồng trong bể, cũng như kỹ năng quản lý, bảo vệ môi trường để đảm bảo mang lại lợi ích cho cả thiên nhiên lẫn con người. Bể bơi sinh thái phù hợp với cả nhu cầu gia đình, khu resort sinh thái và các homestay, farmstay. Mặc dù phổ biến ở các nước phát triển phương Tây hay Bắc Mỹ, bể bơi sinh thái hiện còn khá xa lạ ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng với tốc độ phát triển và hòa nhập nhanh chóng về kinh tế cũng như kỹ thuật ngày nay, hạng mục này sẽ sớm nhận được nhiều quan tâm hơn từ người Việt vì các ưu điểm vượt trội rõ ràng của nó. Đăng ký kênh 5 cộng Architects để cập nhật các kiến thức giúp làm đẹp không gian sống của bạn.